Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game đa nền tảng nữa nha anh em. Con game có tên là Kiếm Ma nha, Kiếm Ma H5 nha anh em. Một con game đa nền tảng nha. Anh em Android, iOS đều chơi được nha anh em. Đấy anh em thấy trên màn hình ha, một con game rất là đẹp nha anh em. Thì con game này đã được duyệt quá hoàn toàn nha, server chạy rất là mượt mà luôn nha anh em. Rồi thì con này chính thức open server mới nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 14 vào lúc 11 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2023 nha anh em. Để chính thức open server 14 nha. Thì anh em có thể chơi con này tại cái đường link là kiemmatk.full nha. Thì ở đây nó có những cái link cho anh em nha anh em. Link nạp xu, nạp tích nạp nữa. Thì anh em vào phần quản lý tài khoản của anh em vẫn có những cái link này nha anh em. Thì đây là group Zalo ha, liên nhập Cody rồi nha anh em. Thì mấy anh em sẽ nhập Cody trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em là cái bộ Cody tuân thủ nha anh em. Thì anh em vào cái phần mô tả của video á, anh em lấy cái Cody tuân thủ nha anh em. Thì phần quà Cody tuân thủ của mấy anh em á, là mấy anh em sẽ nhận được là 3 triệu kim bảo không phá nha. Bắc Quang Quyển Quắc Kiếp nha anh em. Đấy, số lượng là 50 nha, cấp R nha anh em. Và Hà Quang Như Ảnh nha. Cái này là Quyển Quá Cánh nha, cấp SR nha anh em, số lượng là 1. Và Quyển Quá Thần Trang nha, cấp SR luôn, số lượng là 1 luôn nha anh em. Quyển Quá Đặc Giới nha, cấp SR luôn, số lượng là 1 nha anh em. Đấy, rất là nhiều cái quyển quá để anh em có thể đeo lên là anh em tăng lực chiến nha anh em. Thì Cường Quá Thạch với số lượng là 20 nha anh em, 20.000 á. Vũ Thần Bồi Dưỡng Thạch nha, số lượng là 1.000. Thần Trang Thăng Cấp Thạch, số lượng là 1.000. Quan Dực Thăng Cấp Thạch là số lượng là 1.000. Đấy, đấy là những phần quà tân thủ của mấy anh em nha. Đấy, có rất nhiều nha anh em. Và 10 gương bảo thạch nữa nha anh em. Đó, anh em có thể lên fanpage tham khảo thêm nha anh em. Thì khi mấy anh em đăng nhập thì mấy anh em sẽ nhận được VIP 10 nữa ha. Và ớt VIP 6 nha. Cái này là phần VIP nha anh em. Và hàng triệu kim bảo nha, khi mấy anh em tạo tài khoản nha anh em. Còn ở đây là cô đi tân thủ nha. Thì ngoài ra thì mấy anh em có thể làm thêm cái nhiệm vụ là like share nha. Thì ở đây là phần cô đi like share nha anh em. Khi mấy anh em làm đầy đủ tất cả các bước ha, anh em gửi về bay thì anh em sẽ nhận được cái phần cô đi like share này nha anh em. Thì cô đi like share có là cái Quyển Quắc Kiếm nè ha, cấp SR số lượng là 1 nha anh em. Quỳnh Tinh Chiến Hổ số lượng là 1 nè. Vũ Thần Bồi Dưỡng Thạch số lượng là 2.000 ha. Hy Hữu Lương Hồi Thạch số lượng là 1 nè. Và 10 cấp bảo thạch gương nhân 3 nha anh em. Đấy là bảo thạch level 10 ha, nhân 3 viên. Rồi thì phiếu mãi cho mấy anh em là khi mấy anh em nạp 500k nha thì mấy anh em sẽ nhận được 1 triệu xu nha anh em. Đó, tỷ lệ 1:2 á. Rồi thì con này thì mấy anh em nạp bằng ATM Momo là sẽ được tặng thêm là 80% giá trị thẻ nạp nha anh em. Đấy. Rồi đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì ở đây thì mấy anh em có thể dùng những cái hình thức cơ bản này để nạp thẻ để chơi game nha anh em. Ở đây có ngân hàng với mua thẻ cào ha. Đấy, rất là đơn giản nha anh em. Thì mấy anh em có thể chơi thêm cái sự kiện tích nạp nha. Thì ở đây nó có là sự kiện tích nạp, anh em đạt được những cái cục mốc thì anh em sẽ nhận được những cái phần quà tương ứng nha anh em. Thì ở đây nó có rất nhiều phần quà nha anh em. Khi mấy anh em đạt được những cái cục mốc ở đây nha anh em, nó rất là nhiều luôn, rất là nhiều. Anh em có thể vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em để tham khảo thêm nha anh em. Đấy, thì ngoài cái tích nạp ngày, nạp tuần thì có cái tích nạp long khoáng nữa nha anh em. Thì mấy anh em đạt được cái cục mốc ở đây thì mấy anh em sẽ nhận được cái số long khoáng ở đây nha anh em. Đấy, anh em có thể tham khảo thêm nha. Thì đây là cái web shop nha anh em. Thì mấy anh em có thể dùng cái su web á, để mua những cái vật phẩm, những cái món đồ ở đây nha anh em. Đó, đây là web shop nha. Đá rồi ha, các kiểu nha, rất là nhiều luôn nha anh em. Đấy, rất là ok nha. Rồi đây là cái phần gift code nha anh em. Thì mấy anh em sẽ nhập cái code ở đây nha anh em. Đấy, anh em sẽ chọn server nha. Anh em nhớ server 14 nha anh em. Server 14 sẽ chính thức open vào lúc 11 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2023 nha anh em. Đấy, anh em sẽ nhập cái hết cái code vào đây nha anh em. Rồi quay trở lại game nha anh em. Đấy, anh em khi mấy anh em nhập hết thì mấy anh em sẽ nhận được những phần quà tương ứng nha anh em. Thì ở đây là có VIP 6 nè. Đây. Và bên đây là VIP 10 nha anh em. Thì mấy anh em sẽ nhận hết những cái phần quà của mấy anh em nha. Đấy, con game chạy rất là mượt mà nha anh em. Đây là cái thời trang nè. Đấy.
Thì ở đây á, là mình chưa có nhập Cody nha anh em. Thì khi mấy anh em nhập Cody thì mấy anh em sẽ nhận được những phần quà giống như là khúc đầu với mình nói nha anh em. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, server 14 nha anh em. Server 14 sẽ chính thức open vào lúc 11 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2023 nha anh em. Để anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mà để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. We'll be right back.